Thưa quý vị, thời điểm này, nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo, thực phẩm tại thành phố đã bắt đầu sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Năm nay, do ảnh hưởng biến động liên tục của giá xăng dầu khiến nguyên liệu đầu vào có tăng. Tuy nhiên, các cơ sở vẫn chủ động nguồn nguyên liệu từ sớm để đảm bảo cung ứng hàng Tết. Chuẩn bị cho mùa hàng Tết Quý Mão, cơ sở sản xuất này bắt đầu sản xuất khoảng 300.000 sản phẩm bánh khô mè. Mùa hàng Tết năm nay, cơ sở tập trung sản xuất 3 loại bánh gồm bánh khô mè đen, khô mè trắng và bánh khô mè hạt nổ để đảm bảo cung ứng hàng cho thị trường Tết. Theo cái thị trường hiện nay thì các cái nguyên liệu đã tăng từ 3 đến 40%. Hiện nay nó tăng kế thêm như vậy thì làm cho cái thành phẩm của sản phẩm bây giờ nó cũng tăng đến khoảng 20 đến 30%. Cùng với đó, bao bì sản phẩm cũng được các cơ sở sản xuất làm mới để phù hợp với nhiều nhóm đối tượng tiêu dùng. Năm nay, dòng sản phẩm quà tặng, quà biếu cũng được chú trọng hơn. Trong xưởng hiện nay đã có chuẩn bị là khoảng hơn 8.000 lít để mà chuẩn bị khách, và chúng tôi chuẩn bị các cái chương trình cũng như các cái mẫu mã sản phẩm để phù hợp Tết. Chúng tôi cũng đã bắt đầu chạy các chương trình quảng cáo để đón các cái đoàn khách là doanh nghiệp của để làm quà tặng Tết và các đoàn du lịch. Theo các cơ sở sản xuất, dự kiến năm nay sản lượng hàng Tết cũng sẽ tăng lên khoảng 30%. Đặc biệt, đơn hàng Tết năm nay cũng được mở rộng vào thị trường khu vực miền Nam và miền Bắc. Đặc biệt là hai đầu có cái lượng tiêu thụ rất lớn như vậy, thì mình đang tạo số và mình bắt đầu nhận những đơn hàng rất lớn và đã bắt đầu chạy để mà đáp ứng đủ cái nhu cầu của thị trường. Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc chủ động sản xuất hàng hóa cho thị trường cuối năm đang được nhiều cơ sở chạy nước rút. Theo dự báo của ngành công thương thành phố, nhu cầu tiêu dùng dịp giáp Tết sẽ tăng đến 60% so với cùng kỳ. Việc chủ động sản xuất hàng Tết sẽ góp phần bình ổn thị trường cuối năm.